Hello, vâng, lại là Bình đây. Ngọc Bình vui mừng chào đón quý vị và các bạn quay trở lại video của Ngọc Bình trong buổi tối ngày hôm nay. Ngày hôm nay là ngày 29 tháng 12 năm 2021. Thực sự là một cuộc bùng nổ thông tin về tập đoàn Ulisky Trinh Technology. Vâng, hôm nay đã ngập tràn các cái thông tin trên các trang mạng xã hội rồi, trang Facebook rồi là Zalo. Tất cả các cổ đông của tập đoàn Ulisky Trinh Technology khi mà nhận được cái thông tin này thì vô cùng là tuyệt vời, vô cùng là hứng thú quý vị ạ. Và một cái thông tin tuyệt vời như thế này thì không thể chúng ta ngồi yên được nữa đâu ạ. Vâng, và ngay sau đây thì xin mời quý vị các bạn hãy cùng với Ngọc Bình chúng ta cùng lướt qua một chút trên trang Facebook thì sao. Vâng, thì trước tiên là chắc chắn là Ngọc Bình sẽ phải đăng cái thông tin này rồi. Vâng, hot 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 đúng không ạ? Năm nay Ulisky Trinh Technology đã ký được 4 hợp đồng và đã nhận các cái dự án thương mại. Có nghĩa là chúng ta thế nào ạ? Chúng ta đã ký các hợp đồng thương mại rồi quý vị ạ. Như chúng ta được thấy là ngài Zilky công bố là cuối năm 2021 là chúng ta có ít nhất là 3 hợp đồng. Vâng, thì hôm nay chúng ta đã thấy sáng tỏ rồi đấy ạ. Có 4 hợp đồng chứ không phải là 3. Và nhận các cái dự án thương mại và đặc biệt hơn là chúng ta đã được chứng nhận từ đơn vị TÜV. Rất là tuyệt vời phải không ạ? Vâng, chúng ta cùng lướt qua một chút để tạo cho một cái không khí, một cái thông tin vô cùng là hứng thú, vô cùng là tuyệt vời. Đây là một có thể nói là một thông tin bom tấn dành cho các quý vị cổ đông đang nắm giữ cổ phần của tập đoàn Ulisky Technology. Vâng, đây là cái bài đăng của Ngọc Bình trong ngày hôm nay. Và chúng ta cùng lướt trên Facebook một chút nào. Vâng, đây là cổ đông Hà Thị Lý cũng đăng hot hot năm nay Ulisky Trinh Technology LLC đã ký 4 hợp đồng nhận các dự án thương mại và chứng nhận TÜV và tuyết bắt đầu lở rồi anh chị em nhé. Vâng, đây là cái tớt của bạn Hà Thị Lý, cổ đông Hà Thị Lý. Và chúng ta tiếp tục tìm hiểu và đây vẫn là Ngọc Bình. Ngọc Bình liên tục đăng thông tin và chút nữa thôi thì Ngọc Bình sẽ cùng chúng ta tóm tắt những cái nội dung chính trong cái video tổng kết của ngài Zilky một năm thực sự là tuyệt vời của Ulisky Trinh Technology. Vâng, để cái câu chuyện đó thì chúng ta sẽ đến về phần sau của video và chúng ta hãy cùng Ngọc Bình lướt lướt xem là Facebook nói gì. Vâng, ngập tràn những thông tin tuyệt vời đúng không ạ? Đây, bạn Diệp Chi, trời ơi, sợ hết cổ phần gốc thật sự, tôi muốn có thêm nhiều triệu cổ phần nữa, ký kết 4 hợp đồng rồi, sang năm 2022 sẽ là 10 hợp đồng nữa. Vâng, rất là tuyệt vời. Đây là tớt của bạn Diệp Chi. Vâng, rất là ngập tràn đúng không ạ? Còn đây, vâng, đây là bạn Vân Hoàng cũng là một cổ đông đúng không ạ? Đang rất thông tin. Còn đây, bạn Sobin Hoàng Anh. Hot hot, năm nay Ulisky Trinh Technology đã ký 4 hợp đồng và nhận các dự án thương mại. Quá tuyệt vời vâng ạ, ngập tràn. Rồi, phỏng vấn. Cổ đông Hồng Sky thông tin cực hot. Năm nay Ulisky Trinh Technology ký 4 hợp đồng và nhận các dự án. Những cái thông tin thực sự là đang bùng nổ trên mạng xã hội Facebook. Và các anh chị em, các quý vị cổ đông của tập đoàn Ulisky Trinh Technology đang cùng nhau đã ăn mừng rồi đấy ạ. Và Ngọc Bình rất là vui khi mà biết thông tin này và Ngọc Bình phải làm ngay cái video này. Để cho nó nóng đúng không ạ? Cái độ hot như vậy mà chúng ta lại không làm video thì thực sự là quá là lãng phí. Để chia sẻ ngay cho tất cả quý vị cổ đông. Vâng, hot 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 đây rồi, 4 hợp đồng phải không ạ? Rồi bạn Thiều Vân cũng là đăng những cái thông tin vô cùng hot. Đó. Tin vui nối tiếp, đây là thông tin của cổ đông Phương Hòa đăng tớt. Tin vui nối tiếp, thông tin tuyệt vời các cổ đông Sky sẽ vô cùng hạnh phúc và tự hào. Ngày 21 tháng 12, vâng, đây là một cái thông tin mà dự án của chúng ta đấy đã được dự án lọt vào top chung kết đúng không ạ? Cung thủ bạc tại Nga. Vâng thì mình sẽ làm một cái video này riêng, video này sau được không ạ? Rất là nhiều thông tin trong ngày hôm nay đấy ạ. Lại tiếp tục cổ đông Nguyễn Dung. Vẫn là cái thông tin rất là hot đúng không ạ? Năm nay Ulisky đã ký được 4 hợp đồng thương mại. Vâng, còn đây cổ đông Nguyễn Mạnh Tuấn cũng hot hot đúng không ạ? Ngập tràn rồi quý vị ạ. Thực sự là rất là nóng, rất là hot, rất là nhiều. Đây, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa thì ngay sau đây chúng ta hãy tìm hiểu mà tại sao chúng ta thấy có được cái phần là ký 4 hợp đồng
Tuy nhiên thì video vẫn chưa được dịch, vì là video phỏng vấn ngài Zelensky bằng tiếng Nga và tiếng Anh, nhưng có phần mô tả thì Ngọc Bình sẽ cùng với quý vị chúng ta dịch ra cái phần này. Vâng, đây là cái video phỏng vấn ngài Zelensky. Đó, chúng ta thấy không ạ? Đó, đây là video dài 1 tiếng 30 phút hơn. Và rất là hy vọng trong thời gian tới là chúng ta sẽ có tiếng Việt đúng không ạ? Chúng ta dịch ra tiếng Việt để cùng các quý vị cổ đông chúng ta được biết nội dung chính xác. Vâng, thì ngay sau đây thì chúng ta hãy vào phần mô tả. Đây là kênh YouTube của ngài Anatoly Zelensky, có 12,4 nghìn người đăng ký. Vâng, và chúng ta hãy copy cái phần này. Đây, chúng ta hãy copy đây ạ. Đó, chúng ta hãy copy. Ngọc Bình copy hết cho chúng ta. Đây, chúng ta copy. Và chúng ta hãy cùng với Ngọc Bình sang phần Google dịch đúng không ạ? Để thấy rằng là dẫn chứng là tại sao chúng ta thấy thông tin ký 4 hợp đồng thương mại trong năm nay. Chúng ta vào Google dịch. Chúng ta dịch. Vâng, thì đây là tiếng Nga. Đó, đây. Chúng ta cùng nhau thấy thông tin này. Năm đi đã trở thành một trong những năm khó khăn nhất. Có nghĩa là cái năm 2021 vừa qua ấy, đã trở thành một trong những năm khó khăn nhất. Nhưng bất chấp mọi khó khăn, công ty phát triển ngày càng hoàn thiện. Đó, năm nay Ulysky Trinh Technology đã ký 4 hợp đồng. Đây quý vị nhá. Đó, đấy là cái thông tin này. Năm nay Ulysky Trinh Technology đã ký 4 hợp đồng nhận các dự án thương mại và chứng nhận từ TUV. Đấy, ngay ở cái phần mô tả trên cái video phỏng vấn ngài Zelensky ấy, thì đã để rất là rõ ràng như vậy. Vâng, thì tại sao mà cái thông tin mà quý vị thấy được ngập tràn trên Facebook là nó là ở đây đấy ạ. Vâng, trong một cuộc phỏng vấn với Anatoly Zelensky, nhà thiết kế chung và là tác giả của Chain Technology, chúng tôi đã nói về các đơn đặt hàng mà Ulysky Chain Technology LLC từ khắp nơi trên thế giới và lợi thế của công nghệ dây so với vận tải truyền thống. Tất cả các chi tiết sẽ có trong video. Trang web của ngài Anatoly Zelensky là ulysky.media. Rồi đây là Facebook đúng không ạ? Và hợp tác với Ulysky Chain Technology. Đấy, chúng ta thấy chỗ này không ạ? Đó, ngay là cái phần mô tả của video phỏng vấn ngài Zelensky đã điểm nhấn rất là rõ ràng. Đây ạ, mặc dù là một năm vô cùng khó khăn, nhưng bất chấp mọi khó khăn thì công ty đã phát triển và ngày càng hoàn thiện hơn. Và năm 2021, Ulysky Chain Technology đã ký 4 hợp đồng quý vị nhé. Đây, 4 hợp đồng chứ không phải là 3 đâu ạ. Và thực sự là một cái thông tin vô cùng tuyệt vời, vô cùng nóng cho tất cả các quý vị cổ đông tập đoàn Ulysky Chain Technology. Vâng, mặc dù là ở cái thời tiết trên Ngọc Bình lúc này là rất là lạnh, rất là rét, hôm nay là rất là rét sâu đấy ạ, rất là rét, nhưng mà khi mà nghe cái thông tin này thì Ngọc Bình cảm thấy là vô cùng nóng, rực rỡ luôn đấy quý vị. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Vâng, chúng ta có 4 hợp đồng thương mại rồi. Vâng, và sau đây thì xin mời quý vị và các bạn cùng với Ngọc Bình, chúng ta hãy tìm hiểu một chút những cái thông tin chính và trong cái video này. Và chúng ta hãy cùng với Ngọc Bình điểm một chút những thông tin như thế này. Một năm tuyệt vời của UST. Vâng, mình sẽ đây, chúng ta sẽ thấy đây cái phần này đây. Mình sẽ copy cái phần phần chính này và chúng ta cùng cho to lên một chút để chúng ta cùng nhau đọc được không ạ? Rất là tuyệt vời đấy ạ. Quý vị thấy cái thông tin này thế nào ạ? Vâng, trước tiên là một cái thông tin tuyệt vời như vậy, thông tin hot như vậy. Nhưng quý vị cũng không quên là dành cho Ngọc Bình những nút đăng ký kênh YouTube hay là lan tỏa cái đường link kênh YouTube của Ngọc Bình đến nhiều quý vị nhà đầu tư nữa, đúng không ạ? Quý vị hãy nhanh chóng ủng hộ Ngọc Bình bằng các nút đăng ký kênh. Vâng, rất là háo hức, rất là tuyệt vời và sẽ hứa hẹn một năm bùng nổ với tập đoàn vào năm 2022 đấy quý vị.
Vâng, thôi chúng ta cũng có thể là không không nhìn thấy được, nhưng mà Ngọc Bình sẽ đọc đọc cho quý vị được không ạ? Chúng ta sẽ cùng đọc thông tin này nhé. Đây là cái kênh, đây là cái trang cá nhân Facebook của Ngọc Bình cũng đã đăng tin. Vâng. Một năm tuyệt vời của UST. Một năm làm việc chăm chỉ khác trong Ulysses Sky Trinh Technology sắp kết thúc. Như đã hứa, vào đêm giao thừa, chúng tôi đăng cuộc phỏng vấn với tổng thiết kế và tác giả của công nghệ dây Anatoly Zilisky và muốn chia sẻ với bạn những gạch đầu dòng của cuộc trò chuyện. Đây là những cái ý chính của cuộc trò chuyện. Về những khó khăn trong năm 2021, năm trôi qua là một trong những năm khó khăn nhất đối với chúng tôi vì các đại dịch và phong tỏa đang diễn ra. Vâng, mình sẽ cho nhỏ nhạc một chút để chúng ta cùng tìm hiểu kỹ hơn thông tin nhé. Năm trôi qua là một trong những năm khó khăn nhất đối với chúng tôi vì các đại dịch và phong tỏa đang diễn ra, vì chúng tôi phụ thuộc vào các nhà cung cấp ở hàng chục quốc gia, các nhà cung cấp dây kéo cao, vật liệu và thiết bị polymer. Khác nhau, bao gồm cho các nhà cung cấp Ulika của chúng tôi đóng cửa ở nhiều quốc gia, buộc chúng tôi phải tìm kiếm các nhà cung cấp mới. Trong một số trường hợp thì việc giao hàng đã bị trì hoãn trong một năm và thậm chí nửa năm. Ở những trường hợp khác, trên thực tế đây là một bất khả kháng. Vâng, đây nó là một cái trường hợp gọi là bất khả kháng do cái ảnh hưởng của đại dịch đấy. Nhưng chúng tôi đã vượt qua khó khăn này và trở nên mạnh mẽ hơn so với nhiều doanh nghiệp. Trên thực tế, chúng tôi là một doanh nghiệp cỡ trung bình. Nhiều doanh nghiệp vừa đóng cửa nhưng không phải chúng tôi. Rất là hay phải không ạ? Vâng, đại dịch virus corona đã gây ra rất là khó khăn cho nhiều các doanh nghiệp, có thể là doanh nghiệp nhỏ này, có thể doanh nghiệp lớn cũng có thể là bị phá sản rất là nhiều. Vâng, nhưng điều đó không phải là chúng tôi, có nghĩa là không phải là doanh nghiệp, không phải là công ty chúng ta đấy ạ. Nhiều doanh nghiệp đóng cửa nhưng không phải chúng tôi. Hơn nữa, chúng tôi đang tiến bộ đấy. Tập đoàn, quý vị thấy có chất không ạ? Không những là không bị ảnh hưởng gì lớn bởi những cái dịch bệnh do cái đại dịch virus corona, phải chăng là chỉ bị chậm trễ một chút thì do các cái bên cung ứng vật tư vật liệu đấy để chúng ta sản xuất đấy thì chúng ta bị ảnh hưởng thôi. Nhưng chúng ta đã vượt qua cái khó khăn này và hơn nữa chúng tôi đang ngày càng tiến bộ, đó rất là tuyệt vời đúng không ạ? Về cái mục giới thiệu hợp đồng, tôi đã hứa rằng là năm nay chúng tôi sẽ ký hợp đồng và chúng tôi đã giữ lời hứa này. Quý vị thấy không ạ? Vô cùng chất. Đối với Ngọc Bình khi đọc câu này thì đúng là tập đoàn rồi là ban lãnh đạo tập đoàn UST làm rồi mới nói quý vị ạ. Rất là chất đúng không ạ? Tôi có thể nói rằng bây giờ chúng tôi đã ký hợp đồng. Tôi sẽ không nêu tên các quốc gia. Chúng tôi sẽ công bố chúng khi chúng tôi đạt đến giai đoạn thiết kế. Vâng, tức là hợp đồng đã ký rồi. Mà khi nào mà đến cái giai đoạn mà thiết kế các cái ví dụ các cái tuyến đường, các cái demo ở quốc gia nào đó thì lúc đó tập đoàn mới công bố quốc gia và xây dựng ở đâu. Đây là những cái gọi gì ạ? Chúng ta phải gọi là những cái bí mật. Vâng, rất là bí mật về thương mại đấy. Do đó thì năm nay có ý nghĩa rất lớn đối với chúng tôi. Cuối cùng chúng tôi đã đến điểm khởi đầu của việc được trả tiền cho công việc. Mặc dù chúng tôi kiếm được tiền từ các dự án trước đây và không chỉ từ công nghệ dây. Vâng, ở đây chúng ta hiểu thế nào ạ? Có nghĩa là khi mà chúng ta đã có các cái hợp đồng, chúng ta được ký kết hợp đồng thì chúng ta được trả tiền. Về các cái điều khoản ứng hợp đồng là chúng ta có tiền rồi. Và mặc dù là trước đây thì ngoài cái công nghệ đường dây ra ấy, thì tập đoàn Ulysses Sky Trinh Technology của chúng ta đấy thì đã có những cái doanh thu đấy. Chúng ta đã có những cái tức là chúng ta đã có tiền từ những cái việc khác ngoài cái công nghệ đường dây. Đấy, nhưng mà ví dụ như là chúng ta có thu nhập từ gì ạ? Từ những cái việc là trang trại Ulysses Sky này, rồi là máy bay không người lái, rồi có thể là ô tô cho người khuyết tật. Chúng ta có thể là có cái nguồn thu nhập từ đó rồi đấy ạ. Chúng tôi có sản xuất hiệu quả cao và đã lâu rồi. Chúng tôi bắt đầu nhận được đơn đặt hàng từ các doanh nghiệp bên thứ ba ở các quốc gia khác nhau. Vâng, chắc chắn là điều này sẽ giúp tài trợ cho công nghệ của chúng tôi. Còn giới thiệu về chứng nhận, tôi chưa bao giờ sợ chứng nhận. Đó là câu khẳng định của ngài Zilky. Chưa bao giờ sợ chứng nhận luôn. Đó là tất cả những người khác đây
là một từ đáng sợ. Tức là người khác thì thấy là gọi là cái chứng nhận thì là một cái từ đáng sợ. Chứng nhận là gì? Chứng nhận là đây là phù hợp với các yêu cầu. Chúng tôi có toàn bộ trung tâm thử nghiệm nơi chúng tôi thực hiện các bài kiểm tra căng thẳng của vật liệu. Có nghĩa là kiểm tra cái độ kéo căng đấy, độ chịu lực của vật liệu đấy. Do đó, chúng tôi biết mọi thứ về những yêu cầu này liên quan không chỉ xe điện mà còn đến cấu trúc theo dõi, hỗ trợ, cung cấp năng lượng, truyền thông và hệ thống điều khiển tự động. Chúng tôi đưa kiến thức này vào khu phức hợp và sau đó được chứng nhận. Nhân tiện thì chúng tôi đã vượt qua chứng nhận như vậy từ TÜV, đã cấp giấy chứng nhận an toàn cho công nghệ U-Sky. Chúng tôi nhận thức được các yêu cầu ở bất kỳ các quốc gia nào. Và do đó có thể thực hiện một dự án được nhắm mục tiêu phù hợp với các tiêu chuẩn cụ thể của quốc gia. Về thời hạn làm việc trong các dự án, các điều khoản mà chúng tôi đã bao gồm con đường từ các mẫu đầu tiên của các khu phức hợp đến các hợp đồng đầu tiên không dài. Điều này đặc biệt rõ ràng là nếu chúng ta vẽ ra sự tương đồng so sánh công nghệ của chúng tôi với tàu Mazrep. Chúng gần như giống hệt nhau về độ phức tạp. Cả hai đều là các dự án giao thông và cơ sở tầng. Các đoàn tàu Mazrep đã được đưa lên ở Đức vào những năm 1930. Họ đã xây dựng một đường đua và một mô hình của toa xe so sánh với số lượng mô hình và bài hát chúng ta có, tức là số lượng mô hình và những cái model của công nghệ chúng ta đấy. Sau đó họ được chứng nhận và chỉ bán một lần cho Trung Quốc mà không thu hồi được các khoản đầu tư. Không còn nghi ngờ gì nữa, họ đã chi 6,5 tỷ euro trong giai đoạn này, chứ không phải là 5 năm mà là 50 năm. Xe điện của chúng tôi không kém phần phức tạp so với tàu Maglev. Tuy nhiên, kỹ thuật của chúng tôi hóa ra là có thẩm quyền cao hơn, thẩm quyền hơn. Cả hai công ty đều không tăng vọt ngay lập tức, chưa bao giờ như thế này. Hãy nhìn vào chúng tôi đang tạo ra một khu phức hợp và chúng tôi không có hàng tỷ đô la. Có nghĩa là ở đây chúng ta hình dung ra là tập đoàn Ulisky Technology đang tạo ra một cái khu phức hợp về hạ tầng giao thông vận tải. Tuy nhiên là với những cái số vốn rất là ít, đúng không ạ? Có nghĩa là chúng ta thấy là cái sự hiệu quả khi mà tập đoàn sử dụng các cái nguồn vốn của các cổ đông đấy, rồi các cái nguồn vốn tài trợ nên là rất là hiệu quả. Với một cái số vốn ít như vậy, không phải là có hàng tỷ đô la đâu, mà chúng ta đã tạo ra được những cái khu phức hợp về hạ tầng giao thông như vậy. Đấy, chúng ta phải hình dung ra là cái nội dung ở cái chỗ này. Tại sao Anatoly Zhivkov là kỹ sư của tân thế giới và thế giới mới? Có nghĩa là thế giới của chúng ta đang đi vào ngõ cụt. Đó là bởi vì các công nghệ bế tắc sẽ phá hủy sinh quyển, đặc biệt là năng lượng, luyện kim và vận chuyển. Đại dịch cho thấy một số yếu tố khác không ngấm trước đó. Đây là khoa học 5G, số hóa, giảm dân số, xã hội hóa, tái công nghiệp hóa và khử carbon. Nếu những kế hoạch này trở thành hiện thực sẽ không lâu trước khi nền văn minh của chúng ta tuyệt chủng. Do đó, tôi đã trở nên rất tích cực trong việc phản đối khóa học này và giải thích rằng đây là một hướng sai lầm bằng cách nói về khả năng phát triển theo một cách khác. Chúng ta không cần phải đóng cửa các ngành công nghiệp khi chúng ta có thể sửa đổi nó và nó cũng tương tự với năng lượng. Nơi các nhà máy điện có thể tạo ra sản phẩm chất thải dưới dạng mùn sẽ đặt nền tảng cho chúng ta trồng vườn. Điều này sẽ cứu hành tinh và nhân loại. Và đó là lý do tại sao tôi là kỹ sư của thế giới mới. Tôi đã phát minh ra công nghệ sẽ dẫn chúng ta đến thế giới mới này, một thế giới phù hợp và nhân văn hơn, nơi sẽ có chỗ cho tất cả mọi người. Vâng, chúng ta sẽ chờ đợi video ở đây là có sẵn bằng tiếng Nga và sẽ có thêm phụ đề bằng tiếng Anh. Và chúng ta rất là hy vọng thì chúng ta sẽ được lồng tiếng, đúng không ạ? Phiên dịch cái video này rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Đây là cái thông tin cực kỳ là tốt đẹp trong ngày hôm nay. Đây, mình cũng đã chia sẻ bài viết của ngài Anatoly Zhivkov trên trang Facebook. Đó. Đây, cũng đã đưa tin. Đây là trang Facebook của ngài Anatoly Zhivkov. Đó, đây này, chúng ta xem.
năm 2021 đang đi xuống trong lịch sử kết quả tổng kết của tôi và công ty. Đây, có nghĩa là năm 2021 là đó là những cái năm mà cũng thế giới đang chịu ảnh hưởng rất là nhiều những cái điều mà khủng hoảng bởi dịch bệnh đấy. Thì ở đây thì chúng ta có những cái kết quả, thứ nhất là có bao nhiêu hợp đồng được ký trong năm đó, và chúng ta đã biết là có 4 hợp đồng đúng không ạ? Rồi USTMNC nhận được những đơn hàng nào từ các quốc gia, công ty được tài trợ thế nào, công nghệ đường dây có ưu điểm gì so với vận tải truyền thống, và tất cả đã có ở trong cái kênh YouTube của ngài Yuki này. Và chúng ta hy vọng rằng chúng ta sẽ được đấy, chúng ta sẽ được nhanh chóng mà được biết được cái video mà đã dịch ra tiếng Việt cho chúng ta. Rất là tuyệt vời phải không ạ? Vâng. Ok. Và như vậy là Ngọc Bình đã cung cấp cho quý vị các bạn thông tin hot nhất trong ngày hôm nay, ngày 29 tháng 12 năm 2021. Một thông tin gọi là mang đến cho các quý vị cổ đông của tập đoàn Elitsky Trinh Technology những cái cung bậc cảm xúc rất là tuyệt vời, rất là vui mừng, rất là phấn khởi khi mà thấy được kết quả của một năm 2021, và chúng ta đã ký kết được 4 hợp đồng, và chúng ta đã nhận được các cái dự án thương mại cũng như là những cái chứng nhận từ TUV. Vâng, quý vị, nếu quý vị thấy tuyệt vời thì có thể là comment tại video này để chúng ta cùng nhau chúc mừng. Vâng, Ngọc Bình chúc mừng tất cả quý vị đang nắm giữ cổ phần của tập đoàn Elitsky Trinh Technology. Vâng, rất là tuyệt vời phải không ạ? Vâng, thì Ngọc Bình cũng đã cung cấp cho quý vị video này. Và mình rất là cảm ơn quý vị các bạn luôn ủng hộ Ngọc Bình. Và để có thêm những cái động lực để Ngọc Bình ra những cái video chất lượng hơn, cung cấp những cái thông tin nhanh nhất, chuẩn nguồn nhất về tập đoàn Elitsky Trinh Technology, thì quý vị không quên hãy dành cho Ngọc Bình những nút like, nút đăng ký kênh và chia sẻ cái đường link YouTube này đến nhiều quý vị nhà đầu tư hơn nữa. Vâng, Ngọc Bình xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chúc mừng. Xin chào.